Xin chào các bạn, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình lại tiếp tục làm một cái video nữa để hướng dẫn cho mọi người một cái dự án mà mình đã làm video trước ấy, đó là cái dự án Land kết hợp với Glacy ấy. Thì cái dự án này thì nó có một cái learn to earn và cái nữa là cái void này. Phần void này thì nó chia sẻ kết hợp với lại DAO Market này, Coin Market Cap rồi BNB Chain các thứ đấy. 120 đô, 125.000 đô la cộng chúng ta có thể won. Cái dự án này thì chúng ta vào đây, link này. Chúng ta connect đến ví của mình nhé. Ví MetaMask mọi người nhé. Chuyển sang cho mình cái mạng gì, Ethereum, BNB cũng được, không sao cả. Đấy, ở đây. Dự án này ở đây. Thì chúng ta dịch ra một ít này. Đó. Đang khởi động sự kiện trước khi ra mắt với giá trị là 120.000 đô la của chúng tôi, một NFT bạc hà miễn phí với các cơ hội chia sẻ 1.000 đô la. NFT này sẽ được trao đổi cho tất cả cử tri đủ điều kiện trong chiến dịch Land với DAO Market của chúng tôi. Yêu cầu chúng ta sẽ là bình chọn tại DAO, chờ sự kiện kết thúc vào ngày 5 tháng 12 gì đấy nhé. Tức là hôm nay á mọi người ạ, tức là nó chụp nhanh vào ngày hôm nay này. Bây giờ nó vẫn chưa chụp nhanh và NFT đúc vẫn chưa có gì cả. Hoàn thành cái gram và chúng ta có thể kiếm cơ hội chia sẻ lên đến 250.000 đô la. Để hôm nay thì mình sẽ làm video để hướng dẫn cho các bạn cái này. Thì đầu tiên là chúng ta vào đây để void. Chúng ta vào đây để void nhé. Voiding, cái này mà bạn nào mà chưa có thì mình cũng có để cái link ở đây này. Chưa có tài khoản thì mình đăng ký này. Ở đây mình hướng dẫn các bạn. Đấy. Và đây thì chúng ta connect đến ví này. Ở cao thì chúng ta có thể login hoặc là sign up nhé. Đấy. Cái này không biết là nó có yêu cầu chúng ta sign up không nữa. Tại vì là chúng ta đã connect đến ví của mình rồi. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ ấn vào void. Đấy, thì chắc là chỉ cần connect ví thôi mọi người ạ. Đấy, chúng ta connect ví nhé. Cái ví ấy, thì chúng ta phải cái ví trùng với cái ví ở bên 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 này nha. Chúng ta connect ví trùng với bên Gas nhá, để sau này nó đồng bộ ấy. Chứ không là nó chụp nhanh, nó không thấy mình void ấy. Các bạn chờ một ít để cho nó void nhé. Trong thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ làm một cái phần claim này nhé. Với phần Glam thì nó cũng như kiểu là theo dõi một số cái mạng xã hội thôi mà. Cũng không không có gì phức tạp cả. Đấy, khoảng 13 hour nữa là kết thúc thì nó mới chụp nhanh. Thì chúng ta cứ làm nhanh cái dự án này nhé. Void thì chúng ta đang void rồi. Đấy, chúng ta có thể tích vào continue thôi. Tại vì mình đang void bên kia rồi. Cái này flow land này. Thì mình chưa flow thì mình flow nhé. DAO thì chắc là mình flow rồi. Đấy, retrain lại bài này. Mình cứ ấn lên đấy xong mình làm sau nhé. Bài này nữa. Thế phần theo dõi Telegram này thì mọi người ấn vào Join sau Continue nhé. Đấy, ba cái này thì mình làm này. Flow. Đây là cái dự án land.financy này. Mình đang làm này. Ok, tiếp theo là chúng ta retrain bài này. Và đây chúng ta retrain node. Void lâu vậy. Chúng ta tích vào đây là xong nhé. Rồi, ở dưới thì chúng ta có một cái tweet với hashtag thì chúng ta nó có cái bài sẵn rồi. Để chúng ta cứ đăng thôi. Rồi. Quay lại đây thì chúng ta ấn vào I'm ready là xong. Đấy. Chúng ta làm xong bên này thì chúng ta tắt đi thôi nhé. Tại vì là khi chúng ta làm ở bên Glam này này thì mấy hôm trước thì mình đã ngày trước mình đăng ký ấy, thì mình đã dán cái ấy rồi phải không, chúng ta đã dán cái ví rồi. Ở đây thì không thấy nó yêu cầu ví viết gì đâu mọi người ạ, chắc là nó ấy vào cái email của mình, cho nên mọi người chú ý email nhé. Winner free min NFT trong Gashi. 10 winner sẽ chia sẻ 250.000 250 đô la.
1.000 Uox token LEN với lại Freemin. Nhưng cái này thì không biết là nó ấy và cái ấy của mình mà mình không thấy nó có, không thấy nó yêu cầu mình điền ví nhỉ. Thì chắc là nó sẽ gửi email đấy mọi người ạ. Đấy, chúng ta chú ý nhé. 13 giờ nữa là kết thúc nè. Bên này voi xong chưa vậy? Ủa? Ủa chạy lâu thế hả? Chạy từ lúc mà chưa voi được. Nhờ. Voi từ lúc muốn mệt hết cả người ra rồi mà vẫn chưa voi được là sao? Tại vì là khi mà voi xong ấy thì nó có một số nhiệm vụ yêu cầu chúng ta phải làm nữa, vì thế cho nên là mình phải chờ ấy. Có phần voi tinh iRob ấy. Nếu chúng ta làm nốt khoảng 10-12 point rồi đấy mà. Cái phần void ở trên DAO Market này thì hôm trước chúng ta làm cái dự án gì ấy, Davium hay cái gì đấy, cũng là void ở trên này đấy. Ủa lâu vậy hả? Hay là cái phần cookie này? Trời ơi, voi người ta voi phát là xong, mình voi đâu 10 phút không xong này thì có mà. Chứ cái dự án đao đao điếc điếc gì này. Mấy cái dự án trước mình ấn phao phát là được luôn mà nhỉ. Ui. Wallet scope count not be calculated. Trời má mày. Rick với trà rót nữa. Dưới này cũng còn có khoảng 1 giờ nữa thôi mọi người. Mọi người vào voi nhanh chứ không là kết thúc luôn rồi. Mũi. Trời ạ. Không thấy được mọi người ơi, không biết làm sao đây. Bên kia mình voi cái là được luôn mà nhỉ. Bên này hay thế nhỉ. Mãi không được ấy. Tại vì cái phần voice xong thì nó vẫn hiện ra một cái list để cho chúng ta làm iRob, theo dõi Twitter cũng như là vào thăm cái website của nó thôi, chứ cũng không cần phải làm gì mấy đâu. Đấy, vì thế cho nên là thôi, hay là mình sẽ dừng video ở đây nhé. Thì xong cái phần voice này nó tích V phát thì nó có hiện cái phần iRob, thì chúng ta ấn vào cái phần len iRob để chúng ta làm một số nhiệm vụ. Phần Twitter để chúng ta theo Twitter của hai dự án trước rồi thì chúng ta chờ 15 phút là nó sẽ active cái nhiệm vụ cho mình là hoàn thành nhé. Cái phần này thì chắc là mình bỏ qua nhé. Thì các bạn void đi nhé. Void hoàn thành thì nó hiện cái phần iRob ấy, DAO LEN iRob ấy, thì các bạn vào theo dõi Twitter hai cái dự án. Sau đấy thì các bạn vào thăm cái website của nó. 15 phút sau thì nó sẽ update point cho mọi người nhé. Đấy, hôm nay nó chụp nhanh cho nên là mọi người cố gắng làm nhanh nhé. Tại vì là khoảng một tiếng nữa là hơn tiếng nữa là kết thúc thôi. Thì mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người cùng làm nhé.